Là thôi vẫn phải quàng vào chứ, rất là mất thời gian, vẫn phải quàng vào. Tránh tình trạng mình cắn miếng thịt gà nó dai quá, nó rơi, nó bay lên đầu. Đấy, tránh tình trạng là mình cắn miếng thịt gà nó rơi, nó bay lên đầu. Đấy, mọi người phải hiểu nó như thế. Và bước thứ ba, đánh son. À quên, bước thứ ba là lau mồm. Lấy giấy ướt, lau mồm. Lau sạch sẽ cái bộ nhà đi. Phải lau sạch sẽ cái bộ nhà đi thì mới là ăn được. Bước thứ 6, ăn.